Khi nhắc đến việc đi du học tiếng Anh thì nhiều bạn trẻ đã lựa chọn Singapore là điểm đến du học của mình, vì Singapore không chỉ là đất nước có nền kinh tế năng động hàng đầu thế giới mà chương trình giáo dục chất lượng, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức được người dân sử dụng rộng rãi. Đặc biệt tại Singapore thì đều có đa dạng các chương trình học tiếng Anh từ ngắn hạn tới dài hạn nhằm giúp cho các bạn nâng cao được trình độ, chuẩn bị được kiến thức cho các bạn sinh viên để dễ dàng vào được các chương trình học chuyên ngành, hay là những bạn muốn có vốn tiếng Anh thật là chuẩn để chuẩn bị vào học tại các trường ở Anh, Úc hay Mỹ vân vân, hay những bạn chưa đủ điều kiện đầu vào vào những trường mà yêu cầu tiếng Anh, hoặc là những bạn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình để phục vụ cho công việc. Và công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường uy tín tại Singapore, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ, thủ tục và hỗ trợ sinh viên học tập tại Singapore. Thì hôm nay Tân Đại Dương cũng xin cung cấp cho các bạn thông tin về trường, một trong những trường đào tạo chương trình tiếng Anh nổi bật tại Singapore, đó là trường Copeland tại Singapore. Thì trường Copeland Higher Education Academy trực thuộc tập đoàn giáo dục Copeland Inc. của Hoa Kỳ là nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu. Tập đoàn Copeland đã đáp ứng được nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Và khi các em học tại Copeland Singapore thì sẽ vào học được các chương trình đại học với bằng cấp là do Anh, Úc, Mỹ cấp bằng. Chất lượng đào tạo xuất sắc của Copeland được công nhận qua nhiều giải thưởng. Thứ nhất đó là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học tốt thứ nhất và sau đại học tốt thứ hai tại Singapore theo Job Central Ranking năm 2013 bình chọn, là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học và thạc sĩ tốt thứ nhất tại Singapore theo Job Central Ranking 2012 bình chọn, và nằm trong top 3 trường tư thục được yêu chọn nhất tại Singapore theo Asia One People Choice năm 2009 và 2010 bình chọn, và giải thưởng vàng dành cho hạng mục Higher Education. Và ngoài ra thì trường còn đạt được chứng nhận EduCert 4 năm là chứng nhận danh giá của uy tín do chính phủ Singapore trao tặng. Thì chương trình tiếng Anh đào tạo tại Copeland thì bao gồm có chương trình tiếng Anh thương mại sẽ từ 5 cấp độ, từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp, và mỗi cấp độ là sẽ đào tạo trong vòng 2 tháng. Và đặc biệt tại Copeland thì có chương trình gọi là luyện thi IELTS dành cho tất cả các bạn sinh viên với thời gian kéo dài là trong 2 tháng rưỡi. Và lịch khai giảng của trường sẽ vào tháng 6 và tháng 12 năm 2014. Và mọi thông tin chi tiết về chương trình học tiếng Anh tại trường Copeland ở Singapore thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Copeland Singapore tại Việt Nam, qua số điện thoại là 0838484879 hoặc là 0838382080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Khi mà các bạn lựa chọn một quốc gia để sinh sống và học tập thì chắc chắn là lần đầu tiên đến quốc gia này, không ít bạn sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi cái nền văn hóa ở một đất nước xa lạ. Khi đi du học ở Singapore cũng vậy, có nhiều bạn rất là muốn tìm hiểu về văn hóa của Singapore trước khi mà đến đất nước này để học tập, thì chị có thể chia sẻ về vấn đề này cho các bạn. Đây cũng là một câu hỏi mà trong quá trình tư vấn Tân Đại Dương cũng được gặp rất nhiều. Thì các bạn cũng biết Singapore là một thành phố đa văn hóa và đầy thú vị, nơi ảnh hưởng của các phương Đông cũng như phương Tây hòa lẫn với nhau trong ngôn ngữ lẫn là văn hóa. Và hơn 40% dân số là người nước ngoài, bao gồm hàng ngàn sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Do vậy, nếu bạn là một sinh viên quốc tế và đang suy tính đến việc du học tại đây thì bạn sẽ biết rằng là bạn không bao giờ bị lẻ loi ở đất nước Singapore này. Và Singapore cũng là thiên đường cho những ai hứng thú đến cái chuyện là ăn uống. Các nền văn hóa như là Malaysia hay là Trung Quốc, phương Tây, Ấn Độ hay là Âu Á thì hòa quyện với nhau, mang đến cho bạn là vô vàn cái sự lựa chọn. Và các bạn cũng có thể tìm đến cái khu người Hoa hay là cái khu tiểu Ấn Độ để tìm những cái món ăn ngon nhất với chi phí phải chăng và bạn có thể là tìm được ở khi mà đến học tập tại Singapore. Và Singapore cũng có thể nói là nơi đông tây hội ngộ, và đây có
lẽ là một thành phố là sạch nhất trên trái đất, với các tòa nhà chọc trời và thành phố nổi tiếng là các trung tâm kinh doanh hay là giáo dục cũng như là tài chính ở Đông Nam Á. Và gần đây thì Singapore được nhận danh hiệu với nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Những cái điều kiện thuận lợi này thì tạo cho những cái bạn sinh viên quốc tế có cơ hội được hưởng một cái nền giáo dục đẳng cấp thế giới, trong khi được tận hưởng một cái di sản văn hóa phong phú và sôi động của Singapore. Hơn nữa thì Singapore là rất gần với Việt Nam và nền văn hóa thì cũng không khác mấy Việt Nam, nên là các bạn dễ dàng hòa nhập trong cái thời gian ngắn khi mà học tập tại đây.